chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV, người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đẩy dân miền Nam xuống bờ vực thẳm, người bị bắt đi tù cải tạo, người thì bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người thì bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết Cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ, sợ sệt, bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ Cộng sản đi tìm tự do. Trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương, họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc, cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi, tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ, cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên của Trung tá Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh bị Cộng sản bắt đi tù cải tạo chỉ năm. Khi anh ra tù thì tìm đường vượt biển. Chuyến vượt biên có 50 người đến Nam Dương. Khi thuyền vừa cập vào cảng Nam Dương thì viên sĩ quan thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa này được trưởng phái đoàn Mỹ đến tận cảng đón về phòng làm việc, đưa nguyên bộ hồ sơ giấy tờ từ lầu nắm góc Hoa Kỳ chuyển đến. Rồi trưởng phái đoàn Mỹ làm hồ sơ cho viên trung tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa trong vòng 11 ngày thì lên máy bay qua định cư tại Hoa Kỳ. Câu chuyện có tiêu đề Vượt Biển, tác giả Trần Ngọc Toàn. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Anh lái tàu gật gật đầu, có vẻ nhận hiểu. Tôi liếc thấy có chiếc hải bàn trước bánh lái. Một người trẻ tuổi ngồi gần, có vẻ chủ tàu, còn ôm trong người một khẩu cabin M1 với băng đạn. Không nói gì thêm, tôi quay về chỗ của mình. Chỉ trong vòng chưa tới một giờ sau, nghe máy tàu nổ và người thợ máy Nam Dương đã leo trở về tàu buông. Tự dưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng phơi phới. Tàu khởi hành ngay sau đó, tôi yên chí tìm chỗ nằm. Chẳng thấy ai réo gọi gì đến mình. Tôi nghe người ta xì xào trong kiện hàng của tàu Nam Dương cho xuống. Ngoài nước uống còn có cả thuốc đinh hiu nữa. Cũng may tôi còn được ông bạn trẻ mới tự xưng là thiếu úy địa phương quân cho một chén cơm với cá khô kho mặn và một bát nước lạnh. Thế là tôi ngủ vùi đi sau bao ngày thấp thỏm đợi chờ. Tàu chạy suốt đêm và trọn ngày hôm sau là ngày thứ năm cũng chẳng thấy đâu là đất liền. Hỏi ra mới biết có lẽ chủ tàu mua nhầm hải bàn dỗm ở chợ lớn. Sau này tôi đề nghị cứ chạy về hướng Nam thế nào cũng đến Nam Dương hay Mã Lai. Theo bản đồ trong trí nhớ của tôi, tất cả nhờ kinh nghiệm và học hỏi từ phong trào hướng đạo và chỉ huy đánh trận trong quân đội. Đến rạng ngày thứ sáu thì chưa thấy đất liền, bỗng có một chiếc tàu đánh cá lớn của Nam Dương cập theo. Chủ ghe Nam Dương nói bằng tiếng Anh khó nghe với đại ý. Anh ta sẵn sàng kéo tàu về đảo Si An Tân của Nam Dương và xin quyên góp một số tiền Việt Nam của người trên tàu. Hóa ra, theo lệnh của Tổ chức Liên Hợp Quốc, tàu đánh cá nào kéo được tàu vượt biên Việt Nam vào bờ sẽ được trọng thưởng. Thế là tàu được kéo mãi tới chiều tối mới cập vào của đảo Si An Tân, Nam Dương, trước mũi súng chờ đợi của quân đội Nam Dương trên bờ.
Dưới ánh đèn pha chiếu sáng, mỗi người trên tàu được đi hàng một lên trước họng súng canh gác của quân đội Nam Dương. Từ cầu tàu đi bộ về một ngôi trường tiểu học và được chia ra vào hai phòng học với nam và nữ riêng. Tất cả đều lột hết quần áo ra để chịu sự khám xét. Khi đến gần một người ngồi sau một chiếc bàn có vẻ sĩ quan, tôi hỏi: "Anh là thủy quân lục chiến hả?" Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hỏi lại: "Sao anh biết?" Tôi đáp: "Nếu ở đảo anh không phải là hải quân thì là thủy quân lục chiến." Hắn cười và gật đầu. Tôi hỏi tiếp: "Trong thủy quân lục chiến, anh có biết trung tá Herman Miriam không?" Anh chợt đứng lên nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên: "Sao anh biết?" Tôi đáp: "Tôi học chung cùng khóa chỉ huy và tham mưu của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ với trung tá Herman Miriam năm 1972 và năm 1973 tại Quantico, Virginia, Hoa Kỳ." Anh ta tươi cười và đưa tay bắt tôi và nói: "Tôi là trung úy thủy quân lục chiến Nam Dương, trung tá Herman Miriam, bây giờ là trung tướng tư lĩnh thủy quân lục chiến Nam Dương. Nếu được, anh vui lòng tin cho ông ấy biết tôi là Trần Ngọc Toàn, thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đang lánh nạn Cộng sản Việt Nam 10 năm sau ngày rời căn cứ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Quantico, Virginia trở về Việt Nam. Tôi đã trở thành kẻ chiến bại với gần 9 năm trong tù đầy Cộng sản. Người bạn học cùng khóa từ Nam Dương nay đã lên trung tướng làm tư lĩnh thủy quân lục chiến. Dĩ nhiên tôi không trông đợi gì từ ông ta, nhưng dù sao ông cũng còn thân thiết với tôi hơn những người cùng máu mủ ở Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản. Họ đã thẳng tay trừng trị và tiêu diệt chúng tôi ngay sau ngày lấn chiếm miền Nam dưới nguồn tài trợ không ngừng của cộng sản Nga và tàu cộng. Tôi cũng làm tròn bổn phận của một chiến binh gìn giữ miền Nam. Ngày hôm sau, tôi tìm cách mò ra khu chợ nhỏ gần trường học, tổ chức dẫn một chỉ vàng máy dấu lẫn trong lưng quần đùi với giá 10.000 đồng Nam Dương. Tôi ghé vào trạm bưu điện xin gửi một tín điện sang Mỹ cho gia đình. Vài ngày sau, tôi cùng người trên tàu được chuyển về đảo Kuku trong kế hoạch tập trung người vượt biên. Một tuần sau, tôi được xuống tàu về đảo Ga Lăng. Suốt thời gian này, tôi chẳng gặp ai quen biết. Chiếc tàu tập trung người tị nạn của Nam Dương với đổ 300 người đủ hạn tuổi hướng về Ga Lăng trong suốt chuyến hải trình dài một ngày và một đêm. Với tâm tư trầm xuống, tôi tìm một góc vắng nằm suy tưởng lại cả một thời gian dài trong chiến trận và những năm tháng tù đầy khổ ải, từ một thiếu úy trẻ xông pha vào lửa đạn cho đến ngày bỗng chốc tất cả sụp đổ xuống khi ông Dương Văn Minh kêu gọi buông súng vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Rồi đến nỗi thất vọng chán trường cùng cực dày vò trên chiếc tàu sông Hương khi bị Việt Cộng lùa xuống chuyển ra miền Bắc Việt Nam vào đầu tháng 6 năm 1976. Quê hương yêu dấu một thời chợt xa xôi nghìn dặm từ Đà Lạt, nơi chôn cắt ruộng cho đến miền Tây bát ngát đầm lúa, miền Đông chập trùng rừng núi và miền Trung đầy sỏi đá nghèo nàn. Không biết ngày nào tôi mới nhìn thấy lại quê cha và đất tổ. Sáng ngày hôm sau, bỗng chợt mọi người trên tàu lắng xăng chạy tới lui và xôn xao tiếng gọi réo nhau in ỏi. Tàu vào cảng rồi, chuẩn bị lên bờ, thấy mọi người chém chúc, tôi cứ nằm nguyên chờ đợi, cứ thế mà yên chí chờ đợi, vì bây giờ đã vượt qua hiểm nguy rồi. Chợt một người trẻ chạy lại, lấy mạnh hai chân tôi và nói: "Anh Toàn, dậy mau, trưởng phái đoàn Mỹ trên cảng gọi loa xuống muốn gặp anh trước hết đó." Tôi ngạc nhiên: "Trưởng phái đoàn Mỹ chờ đón
Tuy vậy, tôi cũng từ từ ngồi dậy, tẩy xách túi nhỏ, đi lên từ cuối băng tàu. Tuy nhiên, mọi người tự động dạt hết ra hai bên, nhường đường cho tôi đi tới. Nhiều tiếng nhỏ to xì xầm hai bên tai. Ông tá thủy quân lực chiến này chắc là CIA rồi. Cũng không phải ông tướng làm gì mà trưởng phái đoàn Mỹ ra tận cầu tàu đỏ như vậy. Chắc cũng thứ dữ à nghen. Đúng, VC gọi thủy quân lục chiến là bọn ác ôn, côn đồ lính thủy đánh bộ mà. Nhưng tôi không phải là CIA là cái chắc. Không có người nào sinh đẻ ngoài nước Mỹ làm việc cho CIA được. Chỉ có người làm tay sai thôi, xong việc là hết. Tôi nghĩ chắc có bàn tay của người bạn cùng học khóa chỉ huy và tham mưu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Quantico là trung tướng Herman Mulzirian. Dù ông ta không liên lạc hay gặp tôi trong thời gian qua, khi vượt biên tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Dù vậy, tôi như người từ cúng trăng rơi xuống, mới ngày nào lầm lũi đi phá rừng trên tận miền thượng du Bắc Việt thâm độc dưới mũi súng của bộ đội Việt Cộng. Tưởng mình sẽ chết lần hồi trong đói khát và bệnh hoạn, không còn mong gì ngày về. Chính nhờ bọn tàu muốn dạy cho Việt Cộng một bài học bằng cuộc tấn kích năm 1979, tù cải tạo mới được lần chuyển về Nam. Nếu không, chỉ vài năm sau sẽ không còn một ai sống sót nổi. Mỗi ngày nào đây, mỗi sáng, còn tay cầm quyển tập giấy 100 trang đi trình diện công an phường, chịu mỗi lời hoạch huệ vì mang tội danh tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 lính thủy đánh bộ. Bây giờ tôi đang thảnh thơi đi trên vùng đất tự do và dân phẩm. Trưởng phái đoàn Mỹ hơi nhỏ con nhưng trông có vẻ đầy tự tin. Ông ta bước tới đưa tay bắt tôi. Mừng ông đến vùng tự do. Tôi là đại úy hải quân Alabama, trưởng phái đoàn Mỹ của Liên Hợp Quốc tại Ga Lăng. Cảm ơn đại úy. Tôi là Trần Ngọc Toàn, thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa, số quân 60A/402-189, nguyên thủy đoàn trưởng tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi được giải quyết nhanh hồ sơ của trung tá để ông sẽ lên chuyến bay đi Mỹ sớm nhất. Mời ông lên xe. Đại úy hải quân Alan leo lên ghế tài xế và chỉ tôi ngồi vào chiếc ghế trước. Bao nhiêu cặp mắt vừa thèm muốn vừa nể phục của mọi người đang chen nhau lên bờ. Có lẽ 10 năm đen tối của đời tôi đã trôi qua. Alan cũng ra hiệu cho cựu sĩ quan trẻ làm thông dịch viên quay về trại. Tôi không cần anh nữa, sáng mai gặp lại. Bước vào một căn phòng làm việc nhỏ trong khu trại Ga Lăng 1. Alan cúi xuống chiếc tủ lạnh, lấy ra một lon coca, chìa ra mời tôi. Sau 10 năm đói khát, một hớp nước coca rơi xuống cổ họng, tự như uống nước tiên, sướng đã cả người. Alan ngồi tươi tỉnh sau bàn làm việc, với một hồ sơ ngay trước mặt. Anh học trường cao đẳng chỉ huy và tham mưu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ năm nào? Tư lĩnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ lúc đó là ai? Anh trở về Việt Nam năm nào? Anh tốt nghiệp khóa mấy của trường võ bị quốc gia Việt Nam Cộng Hòa? Trước hết, tôi xin nhắc lại, số quân của tôi cho anh kiểm nghiệm. Sau đây là những câu trả lời chỉ trong vòng 15 phút sau. Đại úy hải quân Alan Ba tươi cười đẩy hồ sơ trước mặt anh về phía tôi. Cho anh xem qua hồ sơ của anh từ lầu nắm gốc vừa chuyển tới. Tôi liếc mắt đọc qua và không khỏi sửng sốt khi thấy đầy đủ như bản tướng mạo quân vụ của tôi trong phòng tổng quản trị sư đoàn ngày xưa, với cả hình ảnh mới chụp tại trường
của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Quantico, Virginia năm 1972-73. Trong ấy còn có cả hình ảnh vợ con tôi với địa chỉ tại Fort Church, Virginia. Thế là tôi đã qua một cuộc phỏng vấn và được biết tôi sẽ được đưa đi bệnh xá, lập thủ tục khám sức khỏe đi Mỹ vào sáng mai. Ngay sau đó, Alan nhờ tôi giúp giải quyết một số hồ sơ khó khiến ông ta ngần ngại khi quyết định. Alan nói, có một ông tự xưng là đại tá nhưng đã làm xã trưởng ở miền đông đồng bằng sông Cửu Long, để tôi gọi ông ta lên để anh tìm hiểu xem sao. Một nam trung niên, người nam da đen màu nặng và rắn chắc bước vào phòng. Tôi đứng dậy chào và bắt tay ông ta, nói thân thiện, ông trưởng phái đoàn Mỹ này muốn nhờ tôi tìm hiểu về anh để giải quyết hồ sơ cho anh. Nghe nói anh xưng là đại tá mà lại làm xã trưởng, tôi thuộc binh chủng thủy quân lục chiến nên không biết nhiều về bên bộ binh, nhưng cấp bậc đại tá chắc tôi cũng biết. Có gì anh có nói thật cho tôi biết, may ra tôi giúp được anh chăng? Thú thiệt, tôi là xã trưởng xã và cấp bậc đại tá của Hòa Hảo. Tôi à lên một tiếng mừng rỡ và hiểu liền. Tôi quay sang giải thích bằng Anh ngữ cho Alan. Chàng ta cười và nói, đúng rồi, Hòa Hảo thay vì làm tỉnh trưởng mà làm xã trưởng thôi. Tôi được xếp đặt ở tạm trong một dãy nhà dài với ván gỗ và mái lợp tôn trong khu tị nạn Ca Lăng Một, với khoảng 30 người đủ hàng tuổi khi rảnh rỗi. Tôi một mình đi lang thang trong khu tạm cư thăm những ngôi mộ của người vượt biên. Một năm trước đây, người Việt gốc Hoa được Việt Cộng cho đi bản chính thức, đã mang theo cả gia đình và tài sản giấu giếm được trên chiếc tàu 600 người ấy. Chỉ có đổ 10 người vốn là công chức và quân nhân của miền Nam. Tôi được gặp lại một số anh em chiến hữu thủy quân lục chiến đã đến đây, gồm hầu hết người trẻ và cấp bậc thấp, nhưng họ hết lòng và tận tụy giúp đỡ lẫn nhau tại trại tị nạn. Trước ngày rời đảo, tôi gặp người khó đàn em võ bỉ cùng phục vụ trong thủy quân lục chiến đã vượt biên lần thứ 14 mới thoát được. Trước đó, trong chuyến đi thứ 13, anh đã bị chìm ghe ngoài khơi Vũng Tàu. Vợ con anh lần hồi chết trôi trong tầm tay của anh. Tôi thật hết sức may mắn. Sau những gian lao khổ ải gần 10 năm, trại tị nạn Ga Lăng như một xã hội thu hẹp của Việt Nam Cộng Hòa, ngay trên lãnh thổ của Nam Dương, trong số hàng triệu người bất chấp mạng sống nguy hiểm vượt thoát khỏi gông cùm cộng sản, chắc ít nhất một phần nửa không đến được bến bờ tự do mà bị hải tặc Thái Lan cướp của, chém giết hoặc đói khát chìm ghe lạc hướng, đói khát rồi bị vùi thân xuống biển cả. Mặc cho thế giới tự do đau xót, bọn Việt Cộng vẫn chửi rủa, dù là cùng màu da xác thịt Việt Nam. Tôi lưu lại đảo Ga Lăng chỉ trong 11 ngày và được chỉ định làm trưởng phái đoàn tị nạn sang Mỹ vào chuyến bay ngày 12 tháng 6 năm 1984 từ Singapore. Trần Ngọc Toàn. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên của viên trung tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh bị Cộng sản bắt đi tù cải tạo 9 năm. Khi ra tù, anh tìm đường vượt biên. Chuyến vượt biên có 50 người từ Việt Nam đến Nam Dương. Khi thuyền vừa cập vào cảng Nam Dương, thì viên sĩ quan thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa này được trưởng phái đoàn Mỹ lái xe đến tận cảng đón về phòng làm việc, đưa nguyên bộ hồ sơ giấy tờ từ lầu nắm góc Hoa Kỳ vừa chuyển đến, rồi trưởng phái đoàn Mỹ làm hồ sơ cho viên trung tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa trong 11 ngày thì lên máy bay định cư Hoa Kỳ. Đây được xem như là một trường hợp đặc biệt được đi định cư nhanh nhất
Đối với 1 triệu người Việt Nam vượt biên chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.